Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có cơ hội mình ngồi đây và bàn luận với mọi người về FIFA Live 4 một lần nữa. Thì lần này mình sẽ giới thiệu tới mọi người những huấn luyện viên kỹ năng mà nó sẽ giúp ích rất là nhiều luôn cho tiền đạo ở meta hiện tại. Nó sẽ hơi khác với lại meta cũ. Và trước khi xem đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm video sau nha. Và chúng ta sẽ cùng xem những kỹ năng đó là gì. Và kỹ năng đầu tiên cực kỳ quan trọng với lại tiền đạo luôn, đó chính là kỹ năng phản ứng ngay khi kêu gọi xâm nhập, hình giống cái chuông gì đó. Đây là một trong những kỹ năng cực kỳ bá đạo ở meta trước luôn, chỉ cần nháy Q một cái thôi là cầu thủ sẽ chạy lên tới nóc luôn. Nhưng ở phiên bản hiện tại, mặc dù là đã bị giảm sức mạnh đi rất nhiều ở cái thời gian kéo dài của cái kỹ năng này, nhưng với mức thời gian hiện tại thì nó vẫn đủ để mình có thể tạo ra những bất ngờ và giúp cho đội mình có thể có đường pha áp sát khung thành và ghi bàn rất là dễ. Và kỹ năng này thì mình sẽ dùng cho tiền đạo nè, có thể dùng cho tiền đạo cánh, tiền vệ cánh cũng được nữa, miễn sao là mình sẽ áp sát khung thành đối phương càng nhanh càng tốt. Để mà sử dụng cái kỹ năng này thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần là nháy Q và chỉ hướng vào hướng cầu thủ mà bạn muốn người đó chạy là nó sẽ chạy và nó sẽ hiện cái chuông lên, thì lúc đó là kỹ năng đã được kích hoạt và cầu thủ đó chạy cực kỳ nhanh về phía trước luôn. Và mình sẽ lấy cái cầu thủ mình đang cầm bóng làm cái tâm nha. Và cái hướng tức là hướng từ cầu thủ cầm bóng tới hướng cầu thủ mà mình muốn chạy á. Ví dụ như tình huống này là Nedved đang cầm bóng mà mình muốn Eusebio chạy thì mình sẽ lấy Nedved làm tâm, mà mình chỉ cái hướng từ Nedved qua cái hướng Eusebio á và nháy nút quyền thì Eusebio sẽ chạy tới nóc luôn cực kỳ nhanh, băng băng về phía trước mà đối phương sẽ không theo kịp, bởi vì lúc này thì Eusebio đã đạt được cái tốc độ tối đa trước anh chàng hậu vệ rồi. Okay, và đó là cái cách mà chỉ hướng, còn bây giờ mình sẽ chi tiết hơn về cái cách bấm như thế nào cho nó hợp lý. Và cái kỹ năng này nó cần mình phải nhanh tay tí xíu và nhịp nhàng tí xíu nha. Ví dụ tình huống này bạn thấy nè, khi mà Ronaldo đang vừa cầm bóng thôi là mình sẽ phải giữ hướng trước và sau đó mình nháy cái nút quyền cái, hoặc tay cầm các bạn đẩy cần qua trước và sau đó bạn nhấn nút L1, với nút L1 mình là nút sử dụng kỹ thuật, cái nút làm cho cầu thủ họ chạy chỗ, thì mình sẽ điều khiển được Eusebio băng băng về trước và cái chuông đó các bạn thấy nó kích hoạt lên, thì lúc đó thì Eusebio đã đạt được cái tốc độ tối đa và mình sẽ có thể xâm nhập cắm ngay lập tức luôn. Và anh em mà sử dụng tay cầm mà mình lưu ý một chỗ nữa, đó chính là nút Q là nút sử dụng kỹ thuật nha. Mình để vào cái bảng điều khiển của mình xem nữa cái nút sử dụng kỹ thuật là cái nút nào, thì lúc đó mình sẽ tương ứng với cái nút của mình cho tay cầm. Với mình đó là nút L1, nhưng với các bạn có thể đó sẽ làm cái nút khác. Và kỹ năng thứ hai cũng cực kỳ quan trọng ở meta hiện tại luôn, cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho một tiền đạo, đó chính là kỹ năng xâm nhập vòng cấm. Với kỹ năng này thì cầu thủ có thể xâm nhập vòng cấm nhanh hơn khi nhận được đường chuyền quyết định, tức là mình sẽ cầm bóng nha và sau đó mình truyền lại cho một cầu thủ khác thì cầu thủ đó sẽ chạy cực kỳ nhanh về phía khung thành của đối phương luôn. Mặc dù là ở phiên bản hiện tại thì cái thời gian kéo dài của kỹ năng này nó cũng đã giảm đi rồi đó, nhưng mà cái lượng thời gian ở hiện tại nó vẫn vừa đủ để mình có thể ghi bàn và áp sát khung thành. Lúc đầu mà mới bị giảm sức mạnh bị fix lại thì cảm giác hơi khó đá đúng không, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ rằng ai ai cũng sẽ quen với lại kiểu mà xâm nhập cấm này rồi, thì rất là dễ luôn, cho một QS một cái rồi xong cầu thủ chạy tới đối mặt thủ môn và ghi bàn cực kỳ đơn giản, và đây là một trong những kỹ năng không thể thiếu của tiền đạo. Và để sử dụng cái kỹ năng này thì cách bấm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều luôn so với lại cái phản ứng ngay khi kêu gọi xâm nhập, bởi vì đây là một trong những cái kỹ năng mà cầu thủ đó chỉ cần cầm bóng thôi chứ không cần bấm hướng. Và cụ thể là tình huống này nè, khi mà Ronaldo de Lima đang cầm bóng và mình muốn QS cho anh chàng này, mình sẽ giữ Q nè, mình bấm hướng xuống bởi vì mình muốn truyền xuống cho Kevin, sau đó bấm S thì cầu thủ sẽ truyền xuống và sau đó cái chuông sẽ bật lên. Tay cầm thì các bạn sẽ phải giữ cái nút sử dụng kỹ thuật và đẩy cần xuống và bấm nút truyền, còn nếu như các bạn muốn truyền lên thì giữ nút Q nè, bấm hướng lên và truyền lên. Nói chung cái hướng nó không quan trọng, truyền hướng nào cũng được, cái quan trọng nhất là các bạn chỉ cần giữ nút Q hay là nút sử dụng kỹ thuật trên tay cầm và sau đó bấm nút truyền thì nó sẽ kích hoạt được cái chỉ số ẩn, đó là xâm nhập vòng cấm của huấn luyện viên kỹ năng. Thì cái kỹ năng này nó hơi bị động tí xíu so với kỹ năng mà phản ứng ngay khi kêu gọi, là cầu thủ của mình phải cầm bóng thì mình mới kích hoạt được kỹ năng này.
Còn cái phản ứng ngay khi kêu gọi xâm nhập thì mình không cần cầm bóng, mình sẽ cầm một cái cầu thủ khác và mình nháy quy để cầu thủ đó chạy. Thì đó là cái kỹ năng chủ động, còn kỹ năng này để dùng cho bị động. Nhưng mỗi cái nó đều quan trọng nha, bởi vì có những tình huống mình không cầm banh nhưng mà mình muốn cầu thủ kia chạy thì mình cần cái chuông. Còn khi mà cầu thủ cầm banh á thì mình sẽ phải cần cái mỏ neo, cái xâm nhập vùng cấm. Và kỹ năng cuối cùng đó chính là kỹ năng mà ở meta trước ít ai sử dụng và ít ai phát hiện ra lắm, nhưng ở phiên bản hiện tại thì với những cái cập nhật, với những cái thay đổi của game, với những cái thay đổi của meta thì kỹ năng này lại trở nên cực kỳ độc đáo và cực kỳ nhiều người thích luôn. Đó chính là kỹ năng di chuyển ngay khi đỡ bước một. Ở kỳ AACC vừa rồi thì người Hàn Quốc họ đã tạo ra những bất ngờ đúng không? Nhiều người chưa biết nhưng người Hàn họ đã phát hiện ra kỹ năng này. Và đây là một trong những kỹ năng giúp cho pha bóng mình trở nên đột biến hơn rất là nhiều luôn. Mặc dù ở meta hiện tại là khi mà đỡ bước một ở của những cái đường chuyền dài á, cầu thủ sẽ bị khựng lại một nhịp, nhưng với kỹ năng này thì mình sẽ đẩy cái bóng dài ra thì cầu thủ sẽ không bị khựng lại, mà còn ngoài ra còn được tăng thêm cái tốc độ khi mà đỡ bước một nữa, chạy cực kỳ nhanh luôn, đối phương sẽ chạy không lại. Và để sử dụng được cái kỹ năng mà di chuyển ngay khi đỡ bước một này dễ dàng á, thì các bạn sẽ phải vào phần cài đặt nè, vô phần cài đặt điều khiển cái chỗ đẩy bóng dài này, các bạn bật dùng tất cả nha. Thì cái dùng tất cả này nó sẽ giúp các bạn là khi mà đỡ bóng á, các bạn chỉ cần nhấn nút chạy nhanh nè, nút chạy nhanh là nhấn nút chạy nhanh 2 lần là bóng nó sẽ đẩy dài ra, hoặc 3 lần thì bóng nó sẽ đẩy dài hơn nữa và cầu thủ sẽ kích hoạt được cái kỹ năng di chuyển ngay khi đỡ bước một. Còn bàn phím thì cũng vậy, các bạn cũng đẩy bóng dài dùng tất cả và khi mà đỡ bóng các bạn nhấn nút E 2 lần thì bóng nó sẽ đẩy dài ra và giúp bạn kích hoạt được cái kỹ năng này. Cho nên hãy nhớ là cái chỗ đẩy bóng dài này sử dụng tất cả. Và đó là phần lý thuyết, còn bây giờ là phần thực hành. Các bạn thấy trong tình huống này nè, khi mà Lê Quang kích hoạt cái kỹ năng đỡ bước một nè thì các bạn thấy cái chân nhanh không, không bị khựng lại luôn và chạy cực kỳ nhanh thì đối phương không thể nào theo kịp được, bởi vì nó gần như giống như là cái kỹ năng mà phản ứng ngay khi gọi xâm nhập vậy đó. Cầu thủ cũng sẽ được tăng tối đa cái tốc độ. Ví dụ như tình huống này bạn thấy là Ronaldo de Lima mà sắp đỡ bóng á, thì mình sẽ phải giữ cái hướng trước và sau đó mình nhấn E 2 lần, thì sau khi nhấn cái E thứ hai là bạn giữ luôn để cầu thủ chạy nhanh, tay cầm cũng vậy, bạn đẩy cần qua và nhấn nút chạy nhanh 2 lần. Cái lần thứ hai khi mà nhấn nút chạy nhanh là các bạn giữ luôn để cầu thủ sẽ chạy càng nhanh càng tốt và đối mặt thủ môn và ghi bàn thôi. Và cái kỹ năng này không chỉ dùng cho tiền đạo đâu, mà đôi khi vẫn dùng được cho tiền vệ cánh, mà mình nghĩ rằng tiền vệ cánh đôi khi cần thiết hơn cả tiền đạo, bởi vì những đường chuyền dài cả cánh cần tiền vệ cánh để đua tốc độ với lại hậu vệ đối phương. Và đây là 3 kỹ năng mà mình nghĩ là quan trọng nhất của một tiền đạo meta hiện tại, bởi vì với cái phản ứng ngay khi kêu gọi xâm nhập á, nó giúp cho tiền đạo của bạn chủ động hơn, tự động chạy về phía trước mà chạy nhanh nữa. Còn cái xâm nhập gắm sẽ giúp cho tiền đạo bạn khi đang cầm bóng nha, mình QS cái thì họ cũng sẽ chạy rất là nhanh về phía trước luôn, giúp cho mình có nhiều cái cơ hội để mà triển khai bóng và chọc khay dài lên cho đồng đội của mình. Còn cái quan trọng nhất là cái đỡ bước một, và nó là một cái tạo ra sự bất ngờ khi mà cầu thủ đội bạn đang dần như là thủ kiểu rê rê á, là ra thì mình đột nhiên đẩy bóng dài cái họ sẽ bất ngờ không phải kịp ngay. Và nhiên đây chỉ là đánh giá của mình, mỗi người sẽ có những cái đánh giá khác nhau và có những cái kỹ năng huấn luyện viên mà mình thích khác nhau. Các bạn hãy comment ở phía dưới cái video những cái content, những cái nội dung mà các bạn muốn xem trên kênh của mình nha, và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm video sau. Và một lần nữa cảm ơn người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.